Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 777 ngày 31 tháng 1 2022 về giải pháp bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước, nhất là từ các địa bàn hiện vẫn còn nhiều công dân ta đang mắc kẹt, và nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể để thống nhất triển khai báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình công dân Việt Nam tại địa bàn, hỗ trợ tạo điều kiện cho các công dân, trong đó có ngư dân về nước trên các chuyến bay chở khách của hãng hàng không nước ngoài, tiếp tục kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân và các vấn đề gấp liên quan, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngoại giao, công an, quốc phòng, giao thông vận tải, y tế và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận công dân Việt Nam về nước. Các địa phương có công dân nhập cảnh chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp theo dõi y tế, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.